Chào tất cả mọi người nhé. Đây là ở thôn Thượng Mỹ. Hiện nay là một ngôi nhà là xóa sổ rồi đây. Tức là không thấy nhà rồi. Là ở chỗ này. Đây. Và một người là theo những thông tin của gia đình, thông tin là mất tích. Mất tích một người hiện nay chưa tìm thấy. San bằng hết luôn. Đây ạ. Trận lũ lịch sử. Nha, chú người mất tích được xác định là chú vợ chú Sinh Anh. Nhà anh Sinh ấy. Anh Béo ở Thượng Mỹ ấy. Đây là nhà chức đây. Nhà chức buôn lợn đây. Tan hoang. Đây là ao cá này, khu vực này là ao cá, hiện nay là san bằng hết. Đây. Hiện nay đang mất tích một người mọi người nhá. Đây ạ, toàn bộ quả đồi trên này nó san lở xuống này. Tức là hai vợ chồng kéo nhau thì không kéo được vợ. Chồng thì bơi vào được. Vợ thì hiện nay mất tích. Tại Thượng Mỹ nhá, Thượng Mỹ Việt Vinh Bắc Quang Hà Giang mọi người nhá. Giờ ngớt mưa, nước đang xuống hết rồi ạ. Rồi đi tìm, triển khai tìm người chưa chú? Hả? Đang đi tìm rồi. Đang tìm rồi gì? Đây, ông chủ trước đây loa bị trôi hết rồi. Không còn gì nữa. Có cái gì trôi nữa không? Xe máy xem biết không? Xe máy trôi vớt ra kia rồi. À. Thế là loa đài chắc còn thay trôi hết, khóc muốn còn không còn gì. Sợ nhỉ? Ba anh gái là đang mất tích. Bây giờ? Trôi cả trâu, trâu mắc ở kia một con. Trâu đâu? Có lên được chưa? Trâu mắc rồi. Được rồi. Thôi bây giờ triển khai tìm người trước thôi. Sợ quá nhỉ. Bác chú Sinh mày thì trôi mắt ở kia. Cũng trôi ra bám được ở chỗ đâu gốc cây nhà chút. Tức là cũng bị trôi. Cũng trôi nó đẩy đến đây mà. Nhà là xóa sổ. Xóa sổ. Nhà không gà gọi là bay luôn. Chú đang ở đây, chú nhìn một phát cái lá rơm chú Sinh mày. Xuống một phát là chú bảo kêu vào không được rồi, chạy rút vào lên nhà, nghĩ vào lên nhà thôi. Cho lên núi luôn. Xe máy chứ không lấy ra được. Thế là tiền hôm qua rút thì để cốt xe, muốn là nếu chú lấy ra được luôn. Thế bây giờ rút được xe ra là tốt. Nhưng mà xe giờ đâu? Xe chưa lấy ra. Thế tự cốt tan à? Ôi. Giấy tờ cũng hết. Tan hoang hết mọi người ạ. Được xác định là một người mất tích. Và tài sản thì trôi hết ạ. Tại khu vực đầu nguồn thôn Thượng Mỹ nhá. Dân đang đến hộ bê lúa đây. Lúa trôi ra hết rồi. Ở thôn Thượng Mỹ chị Khánh Hà Nguyễn nhá. Thôn Thượng Mỹ xã Việt Vinh. Tan hoang hết ạ, một ngôi nhà xóa sổ và một người mất tích. Đây, tất cả các bao lúa của dân bị trôi ra. Ủa, lún quá. Ủa. Ơi nhà bế. Đây ạ. Trận lũ kinh khủng. Tức là nhà của anh kia là ở đây đúng không? Ừ, đống gỗ kìa. Chỗ đống gỗ này. Anh ấy trôi đến tận đâu chú? Trôi đến chỗ bên này. Ai giả trôi sang tận bên này. Còn chị anh là không biết đi thẳng kia bên kia. Đây là đi theo đường kia mất lâu rồi. Không biết giờ trôi đi bên nào. Thì có bây giờ nếu tìm hướng này nhưng mà ra ngoài kia thì không biết đi đâu luôn. Nhưng mà trong trường hợp nếu mà bám vào đâu được thì cũng phải bò về được đúng không? Thì anh vừa là không biết bơi, anh Sinh như thì khỏe như thế mà anh còn bám hơn 100 mét mới vào bờ được. Ra tận đây mới ra được nhưng mà lúc đấy chú ở kia anh ở đây gọi ới giờ mình không nghe thấy đâu. Chào tất cả mọi người nhá. Hiện nay là được thông tin là mất tích một người. Mưa từ đêm rồi ấy. Nhưng mà để mà to nhất là lúc bắt đầu rạng sáng. 1 giờ đêm là mưa to nhất. 1 giờ hơn này là to nhất. Thôi anh Quang, anh Kiên vác đi. Anh Quang vác đi. Nặng đi lún khó lắm. Đây lũ rạng sáng ngày hôm nay ạ. Mưa thì mưa cả đêm nhưng mà mạnh nhất là khoảng từ 6 giờ sáng đến bây giờ. Một ngôi nhà xóa sổ. Và một người mất tích, được xác định là mất tích. Hiện nay chưa tìm thấy. Tức là hai vợ chồng kéo nhau nhưng mà không kéo được. Chồng cũng trôi, vợ cũng trôi. Và chồng thì
đi đi được. Xong là cùng tất cả anh em nó đi tìm dọc. Vâng, vâng. Xem là trôi cái hướng nào, ở đây bên này thì đi tìm theo hướng nào. Ở hướng nào chú? Hướng nào? Trôi là trôi về hướng nào? Trôi về đây à? Bây giờ triển khai lực lượng đi hai bên bờ suối thôi, đi tìm thôi. Bây giờ lấp chắc không lấp, cái này nó đất đá nó ít thôi không lấp được, nó chỉ trôi đi. Bây giờ anh em mình đi dọc hai bên bờ suối này đi. Bây giờ đi được chia nhau ra xong là đi tìm người đã. Đi rủ nhau một phần sang bên kia đi anh em ơi. Đồ này ấy sau bây giờ đi tìm người đã. Mới đầu ở khu ngoài thì mọi người phát trực tiếp thì nó chỉ là nước thôi. Nó đúng là số lượng thì cũng thiệt hại nhưng mà nó nhỏ. Bây giờ mới vào được đến đây thì thấy ở đây thì nó cái cảnh nó tan hoang quá kinh khủng luôn. Bao nhiêu ao cá? Ao nhà anh còn lấp bằng phẳng hết, san bằng ao cho tàu giá. Nhà này chuyên khỉ sập một gan rồi đây. Cần cắt dòng bên đấy, nếu mà không cắt dòng bên đấy khu nhà anh cũng người... Giờ tạnh mưa rồi mà giờ thì trời ngớt mưa rồi, không mưa rồi nước xuống hết rồi. Ở Thượng Mỹ nha, Thượng Mỹ, Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang. Được xác định là mất tích một người. Thiệt hại về của cải hoa màu thì là không kể được rồi. Tan hoang không còn gì rồi. Còn về người thì mất tích một người ạ. Anh Kiên ơi, bố trí mọi người mỗi bên một phần đi hai bên bờ suối tìm người đã đi. Ở đây thì chả giải quyết được gì, đi tìm người đã. Thím anh sinh đây. Thím anh sinh, hai vợ chồng kéo tay nhau không được, một người bơi vào được, một người mất tích đây, trôi rồi đây. À, thím anh sinh cô Lý ạ. Khu nhà chức nhá, khu nhà chức, khu nhà chú Vượng, chú chức, chú khu nhà đấy, khu nhà chú anh sinh ấy. Khung cảnh lũ quét, trận lũ quét lịch sử từ trước đến giờ ở bản Pi, Thượng Mỹ. Lần đầu tiên đấy nhỉ, trận lũ này. Thật, trận này dã man mà chả biết sao đá nó lấy về đây được mới tài nhỉ. Mà những hòn đá nó phải hàng tấn này. Nhìn cái cảnh tượng này thì mình mới nghĩ đến cái làng Nủ ở Yên Bái thì nó dã man như thế nào. Đây ạ. Ngôi nhà là ở vị trí này mọi người nhé. Đây, chỗ cái cây này là hiện nay là xóa sổ luôn, không thấy nhà đâu nữa, cho nên là người thì mất tích một người. Mất tích một người không tìm thấy. Hiện nay là chưa tìm thấy. Nước thì rút hết rồi. Đây ạ. Tức là lũ quét nó qua hết đây nhưng mà hiện nay nước rút hết rồi. Đang triển khai các lực lượng đi tìm người. Vợ anh sinh đúng không ạ? Vợ anh sinh ở Thượng Mỹ. Có lực lượng đi tìm chưa anh? Cứ bà con đi hộ nhau tìm thôi. Lúc đấy là lúc nước to nhất đấy nhỉ? Nó ụp xuống một phát to nhất, mạnh nhất đấy đấy. À, bác anh ở đây nhìn thấy luôn. À, ok thoa nhá, ở chỗ cầu bị đi vào nhá.
ở chỗ cầu Bị km 48 cộng 500 ở cầu Bị đi vào thôn Thượng Mỹ nhé, khung cảnh tan hoang luôn. Khu vực ở ngoài khu cầu Bị ấy, khu gọi là cuối nguồn ấy thì là cũng đã là tan hoang lắm rồi, mọi người phát trực tiếp rất là nhiều. Đấy. Còn cái khu vực này thì dân bản là cơ bản là lo chạy cho nên là chưa có thông tin đến tất cả mọi người được. Đây này, tức là xóa sổ một ngôi nhà luôn, không còn gì nữa. Đấy, và một người mất tích và nguy cơ sạt lở vẫn còn đang hiện hữu ạ, đây ạ. Đây, quả đồi này vừa xuống đây ạ. Nếu mà còn mưa thì sẽ nguy hiểm. Ở Thượng Mỹ, Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang mọi người nhé. Chỗ nhà chú Sinh Anh ạ, khu vực đây, đây là nhà chú Chức đây ạ. Nhà Vương Văn Chức đây. Mấy anh em ở gần nhau đây, đây là nhà chú Vượng. Đây là nhà chú Vượng. Nhà bác Sinh Anh là bác đấy, mấy anh em trai thì có một nhà chỗ này là xóa sổ rồi ạ, mất tích rồi. Cô không biết gì, không làm gì được đâu. Đây. Loa đài đây. Loa đài để phục vụ các sự kiện của anh trước đây đã đi hết rồi. Nhà ai ạ? Trên này cũng mất nhà. Mất một bên nhà, đâu cho đi kiểm tra thế ạ. Hiện nay theo thông tin thì có một nhà xóa sổ thôi, còn những nhà bị thiệt hại thì rất là lớn. Đây, khu vực gầm sàn đây. Xe máy. Ở phía bên ngoài mình khu cầu Bị, khu thôn Tân Mỹ ấy, thì là cơ bản là thiệt hại có nhưng mà không nặng như trong này. Trong này Thượng Mỹ rất là lớn. Đặc biệt là mất tích một người, hiện nay chưa tìm thấy. Đây ạ, bây giờ tôi quay sang phía bên này. Ui dồi, bên này tan hoang. Cái ao gọi là ao hợp tác trước đây giờ là san phẳng. Khu nhà chuyên bên này là bị nhiều không chú? Cái làng này là ở đây rất là nguy hiểm vì là nó khác gì cái làng Nủ kia đâu. Nó là sập ập từ trên đồi xuống ấy. San phẳng hết đấy. Ui đây. Cái ao hợp tác hiện nay là san phẳng luôn, không còn gì luôn. Đây là khu nhà anh Huân nhá. Anh Huân Hiền ạ. Chưa sập đúng không? Nhưng mà nguy cơ. Ui, còn người ở nhà không đi, đi sơ tán đi. Họ cứ tập trung hết bên kia, bên này không ai để ý đến. Bên kia đang sập kìa. Bên kia có sao không? Rồi bên này có một nhà. Ủa. Đi. Vào ngó cửa nhà nào. Ủa. Tức là nước xuống rồi mà vẫn nhìn như thế này thì quá là kinh khủng. Đây này, những hòn đá này mà nó lăn ra được đây thì mọi người biết là thế nào rồi ạ. Đây ạ, ngôi nhà này. Ô, đá vào hết nhà đây, vào kiểm tra thế nào. Không biết là người còn ở đây không cơ. Đây này, xe máy ngổn ngang, đá nhà sập mất một nửa rồi. Ồ,
Ui, đây. Ngôi nhà này chưa xác định được là người có an toàn hay không ạ, chưa xác định ạ. Ủa, coi như đá nó không lao cái dòng sang bên này, nó lao sang kia còn mệt nữa. Đất đá văng hết ra đây rồi. Chắc là không có người rồi nhỉ. Thóc lúa kia. Thóc lúa còn nguyên kìa. Tan hoang mọi người ạ. Đây ạ. Đây là khu vực nhà cái anh mất tích đây nhá, là coi như là không còn gì luôn. Xóa sổ ngôi nhà này. Và một người hiện nay mất tích, lực lượng chức năng và bà con đang đi tìm kiếm. Hiện nay vẫn chưa có thông tin. Trời vẫn có nguy cơ mưa. Nhìn rất là xót xa mọi người ạ. Gọi xem nào chú ơi, bên này, nhà bên này có thấy họ đâu không? Bên này không thấy ai đâu nhá. Không thấy ai bọn nhà chuyên ấy. Người nhà của cái nhà này là không thấy ai đâu. Bây giờ là còn không biết là gồm có thằng chuyên đằng nhất có số điện không? Điện xem nào. Chắc không ở đấy rồi. Bây giờ nhà này còn không xác định được là có bao nhiêu người và hiện nay không thấy người ở đâu cơ. Đúng không chú Hải? Chú Hải, người là tạm thời là chưa thấy mặt đâu đúng không? Đấy, còn không biết là có chạy được không cơ. Không xác định được. Hiện nay vẫn nước vẫn to vẫn chưa sang được. Ở Thượng Mỹ nhá, Thượng Mỹ Việt Vinh, Bắc Quang. Đang lo nhất là cái nhà này này. Thì là đất đá vào một nửa nhà rồi mà không biết người là hay là chạy lên đồi. À kia, có người trên đồi kìa. Có người trên đồi kìa chú Hải ơi. Kìa, gọi đi kia kìa, trên đồi kìa. Chắc là chạy lên đồi được. Mặc áo mưa kìa, ngồi yên. Về đây nào. Có mấy người ở trên kia rồi. Khả năng là an toàn mọi người ạ. Kìa, thấy mấy người mặc áo mưa. À thằng chuyên, chủ nhà thấy kia rồi. Sang đây thế nào, xem an toàn không. Thấy ở trên đồi rồi mọi người ạ. May quá vẫn chạy được người. Nhà thì đây ạ. Đã xác định được người ở đây rồi ạ. Lũ mưa trận này là trận lũ quét mọi người nhá. Lũ quét gần như là có họ lên đây rồi, họ lên hết đây rồi, chẳng qua là đang tản mát thôi. Họ đang đi tìm cái người mất tích là chủ yếu ấy. Thôn Thượng Mỹ mọi người nhá, hiện nay thời tiết thì vẫn đang rất là tối, có nguy cơ mưa. Và trận lũ được coi là lịch sử từ xưa đến nay, người già nhất ở đây họ bảo cũng là chưa thấy trận nào nó như thế này luôn. Mà mưa lại đặc biệt là mưa chỉ khu vực này đối với Tân Quang thôi. Khu vực dưới Việt Vinh không, dưới thị trấn Việt Quang không mưa mấy này. Vị Xuyên Hà Giang thì cũng bình thường thôi. Nhưng mà ở đây thì gọi là rốn mưa mà. Rốn mưa của Bắc Quang, của khu vực Việt Vinh Tân Quang là rốn mưa. Chính vì vậy là trận lũ quét kinh khủng quá. Tạm thời gia đình cái gia đình này của nhà chuyên, nhà anh chuyên là được xác định là người đã chạy được lên đồi rồi ạ, đang ngồi ở trên đồi kia, mang cả bạt lên trên rồi kìa, ở trên đồi này ạ, đây ạ, đây nhìn thấy người rồi ạ, khả năng cao là an toàn. Vẫn chưa sang được bên đấy để hỏi xem tình hình thực tế là có bị sao không, người có sao không. Còn nhà bên này thì chính xác là hai vợ chồng kéo tay nhau là chồng trôi khoảng hơn 100 mét thì bơi vào được. Còn vợ là hiện nay là không thấy rồi. Đây, nhà đây. Chính xác ngôi nhà ở chỗ này luôn. Đấy, ngôi nhà ở đây, giữa cái vùng trung tâm của... Ủa, trên này.
khu này còn bao nhiêu cái nghĩa trang của các dòng họ ở đây còn không biết có trôi cái nào không. Sợ quá mọi người ạ. Nhìn cái cảnh này thì mặc dù chưa đến làng nổ, chỉ là xem qua các video thôi, nhưng mà nhìn cái cảnh này thì đúng là quá là kinh khủng. Một nhà được xác định mất tích mọi người nhé. Tức là không phải một người xác định mất tích và một nhà xóa sổ, tức là không còn gì luôn. Đây là, tức là khu vực này coi như không còn nhà. Hai vợ chồng kéo tay nhau thì chồng đi bơi được, bơi hơn 100 mét mới vào được bờ, và còn người vợ thì xác định là mất tích. Còn rất nhiều khu vực mà bị thiệt hại nữa mà tôi chưa cập nhật được. Thấy đông đông ở dưới kia có tìm thấy không? Thấy con trâu à? Ui. Trâu sống không? Khiêng thì chắc là không còn rồi. Đi xuống dưới đi. Đấy. Xuống dưới xem tìm người đi. Bên này nhà chuyên tranh lên đồi được hết. Lên được hết, mỗi bà bị trôi thôi. Ai? Bà bị trôi nhưng mà vẫn ra được, nghĩa là ấy được, tức là vẫn còn, tức là không không mất tích đâu gì. Cũng sắp đấy. Thế là được không? Thế nhà bi, nhà lo nhất là người mất tích hiện nay chưa tìm thấy. Mỗi một người đó, mỗi anh bên này. Ấy. Đúng là nhiều người kiểu vẫn tiếc của ấy. Ở thôn Thượng Mỹ Triệu Hùng nhá, thôn Thượng Mỹ xã Việt Vinh, Bắc Quang Hà Giang. Hiện nay là lực lượng chức năng và bà con đang đi tìm kiếm một người mất tích là nữ. Nước nó ập vào coi như là xóa sổ ngôi nhà nên là người không. Ô, con cá của ai đây? Này cá này bà con, ao rất nhiều mà có những cái người gọi là được cho là chậm chạp nhất ở cái làng này cũng bắt được khoảng 2 xô cá. Trôi nhưng mà vẫn dạt vào bờ được đúng không? Gọi là an toàn. Thế là mỗi bà thím anh này là còn không biết bơi nữa cơ mọi người ạ, mà đúng cái lúc lũ to nhất. Đấy. Sợ nhỉ, chưa không tưởng tượng được. Nó còn đẩy được cái sân đi. Tan hoang. Thiệt hại rất là lớn mọi người. Đi lên đây hộ nhau tìm người đã. Không biết mọi người đi đâu. Điện thoại lại xong hết pin rồi mọi người ạ. Được xác định một người là mất tích nhá. Hiện nay chưa tìm thấy mà không có thông tin gì cả. Xác định là bị lũ trôi là cái chắc rồi. Lũ cuốn trôi là cái chắc rồi, nhưng mà không biết là có dạt vào đâu được không. Đâu bảo thấy trâu ở đâu chú? Hắn vai ấy đâu? Mọi người vẫn đang xuống dưới rồi. Dạ, tôi vai rồi. Ôi, trâu chết rồi à? Ôi thế. Ôi, trâu còn chết mà mọi người. Đây, chân con trâu đây. Còn bị vùi lấp hết rồi. Một con trâu xác định là chết rồi nhá. À đây ạ. Ui. Đây thực tâm quá mọi người ơi. Một con trâu ạ. Đang đi tìm người thì tìm thấy trâu rồi. Trận lũ sợ quá.
đây tàn hoang hết đây. Ở Thượng Mỹ, Việt Vinh, Bắc Quang, Hà Giang mọi người nhé. Mà theo nắm bắt của mọi thông tin mọi người ấy, thì là chỉ có khu vực này mới là mưa lớn thôi. Nó mưa lớn cục bộ. Xuất từ hôm qua, sáng hôm qua nó mưa một trận cũng rất là lớn rồi. Cho nên là đất đá nó cũng nhão ra rồi. Và đêm hôm qua thì mưa từ 11 giờ đêm đến bây giờ. Cho nên là lượng mưa rất là lớn. Mưa kinh khủng luôn. Đấy, tan hoang hết. Một người mất tích, chưa tìm thấy. Được xác định là trôi suối rồi. Trôi lũ rồi, nhưng mà chưa tìm thấy. Đúng rồi, chỗ nhà anh Huân, chị Nhuận nhá. Nhà anh Huân thì an toàn thôi, nhưng mà là cũng đất đá vào hết nhà rồi. Nhà chú chuyên khỉ ấy là đá vào nhà hết người thì thấy chạy được lên đồi sang phía đồi bên kia thì thấy người rồi nhưng mà vẫn chưa sang liên lạc được với nhau. Còn thiệt hại về người thì là xác định một người đang mất tích bị lũ cuốn trôi, hiện nay chưa tìm thấy, lực lượng chức năng đang đi tìm kiếm rồi ạ. Khả năng trôi này thì khả năng là không có cái chuyện vùi lấp mấy đâu nhỉ. Khả năng gọi là trôi, cứ trôi đi thôi. Vì lượng đất đá nó cũng ít. Khả năng bị sợ bị đá nó đè xong không đi được xong là nó mới lấp ấy. Vâng. Đơn giản nhất như con trâu này mọi người ạ. Đây con trâu này tìm như thế này, nếu mà không thấy cái chân này thì không thể biết được con trâu. Đây ạ, đây ạ. Đây con trâu này, trâu chết này. Đây con trâu thấy mỗi cái chân thôi. Phải ngó thì tìm thật kỹ mới thấy được đây. Này. Nhìn kỹ mới thấy mà, đây này, cỏ che hết rồi. Đây con trâu đây. Này con trâu này. Xem bố trí về gia đình thì đi tìm người thôi, xem có ai ấy chế biến xong là bán gỡ cho gia đình được tí nào không. Trâu này em mắc ở đây mà. Ừ. Đúng không? Với ông có ấy gì xong liên hệ với tổ chức xem. Vì nó là đang đi lo đi tìm người cơ. Đang đi tìm người. Cái này có. Thế mới dở hơi. Thời tiết thiên tai quá khắc nghiệt. Mà nó mưa lại mưa ở nguyên một vùng nhé. Xin phép mọi người nha. Mình xin phép được dừng lại. Có gì sẽ thông tin sau ạ.